In life, have no shame, there's no time. for the pain, with the grind. I could change in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win at life, I never miss that fact. Taking big swings, hand in the back. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh youtube Thành Hiếu Construction Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu cái biểu đồ Rencha Thì ở video này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn Đầu tiên về cái thanh này Cái thanh này hay là còn gọi là thanh công việc Thì cứ mỗi dòng công việc này Thì chúng ta lại có một cái thanh công việc hay là thanh thời khoản tương ứng thì cái độ dài của thanh này nó sẽ được thể hiện ha, theo cái tỷ lệ dựa theo cái ngày bắt đầu và ngày kết thúc của cái bản công việc của chúng ta cái bản tiến độ của chúng ta Đó. thì cái thanh này thì mặc định của nó sẽ là màu xanh và cái điểm đầu tiên của thanh này là điểm star điểm này là điểm finish Đó. các bạn nè, star finish ở giữa này là middle ha, là chính giữa thanh thì cái thanh này chúng ta có thể là điều chỉnh nó các bạn có thể là thay đổi cái hình dáng của nó nè màu sắc của nó kiểu thể hiện của nó và các thông số những cái trường tên những cái tên gì lên trên cái thanh này cũng được đó, thì cách thể hiện như sau thì chúng ta đầu tiên thì tôi sẽ chia sẻ các bạn là hai cách để thay đổi cái thanh này ví dụ như ở cái dòng công việc gia công thép cột này các bạn click vào click chuột phải vào cái dòng này đó vào cái ô bên này ha các bạn và cái ô bên tay phải này ha đó. ô bên trái không có thiền ha các bạn ha và ô bên tay phải tại vì cái này nằm bên ô tay phải thì chúng ta click vào ô bên tay phải các bạn sẽ thấy được cái dòng đầu tiên nè ha phật là định dạng cái thanh ha. thì ở cái cái office mà Microsoft Office 2021 này cũng như cái project 2021 này thì nó được thể hiện như vậy ha. Cái format 3 này, đầu tiên cái dòng đầu tiên các bạn Lính chuột trái vào. Đó. Thì ba sáp. Ba sáp này có nghĩa là kiểu dáng của cái thanh ha. Đó. Các bạn thấy không? Đầu tiên của của cái thanh này là cái biểu tượng cái gạch hơi đậm đậm tí. Rồi cái màu sắc của cái thanh hình chữ nhật. Rồi gạch cuối cũng là một cái gạch ha đứng xuống hơi đạm đạm tí. rồi cái time này, cái time này là kiểu 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 nét các bạn, kiểu nét. color color là màu sắc thôi. Đó. ở giữa này cũng tương tự cũng vậy. Đó. thì đối với cái cái video này thì shop này là hình dáng nè, rồi Pattern này là cái cái nền nè, rồi màu n thì tương tự như star rồi ở dưới này cái dòng cái ô này là ô sample là ô ví dụ sau khi các bạn chọn hết nó sẽ thể hiện ở dưới này cho các bạn xem rồi cái này tên tài nguyên resource name tên tài nguyên các bạn có có điền thì các bạn qua câu này rồi đầu tiên chúng ta sẽ thể hiện cái này chúng ta thay đổi cái này thử xem chúng ta sẽ thay đổi bằng cái biểu tượng này biểu tượng đi xuống đây đi rồi, đối với biểu tượng đi xuống này thì chúng ta chọn cái thanh nó mỏng hơn tí xíu, ví dụ vậy, rồi, cuối cũng vậy, đó, các bạn thấy không, rồi cái thanh nó sẽ được thể hiện như vậy, ha, à. hoặc là chúng ta chọn cái thanh nó nằm dưới, cái này thanh nằm trên ha, chọn thanh nằm dưới, đó, thanh nằm dưới cái nút mũi tên cho nó đẹp, rồi sau đó các bạn ok ta, đó, hình dáng của cái thanh này nó sẽ đổi lại ha. bạn lít ngoài nè đó hình dáng của cái thanh này, nó sẽ đổi lại tương tự với màu sắc cũng vậy các bạn không thích màu này các bạn đổi màu khác cho phân biệt cái công việc ra chẳng hạn các bạn nhìn vào cái công việc là các bạn biết chúng ta đổi cái màu này đi ha. giữa cho chúng ta màu này hai bên cho chúng uh, màu đỏ ví dụ vậy pattern này pattern này là cái nền là chúng ta muốn uh, muốn full full màu hay là dạng chấm chấm thôi chúng ta chọn full màu đi ha lên chẳng hạn chọn lên đi rồi chọn cái thanh này nằm ở trên chưa yeah. Rồi. chúng ta ok ha Đó. các bạn thấy không thí dụ như cứ gia công cốt thép hay là gia công cốt thép cột hay gì móng gì đó là các bạn đổi thành cái màu này ha khi mà các bạn nhìn vào cái màu này các bạn biết là ở đó là cái cái thời gian cho cái việc gia công cốt thép đó cho các bạn dễ nhận ra rồi bây giờ tới cái việc mà thể hiện cái trường số liệu ha ở cái thanh này thì cũng tương tự như vậy các bạn nhớ nè cái thanh này ha thì ở phía trên là top nè dưới bottom left bên trái right bên phải còn ở trong cái thanh này các bạn là inside ha là trong rồi để định dạng nó ở trên cái định dạng cái trường số liệu này ở trên cái cái thanh này thì các bạn cũng lít chuột phải vào đây. Các bạn hồi nãy là tôi chỉ các bạn là lít chuột phải vào đây ha, chọn format 3 rồi. Bây giờ chúng ta không không lít chuột phải nữa. Chúng ta chọn cái cái thanh da không có pha này đi ha. Rồi các bạn nhấn format ở trên này, các bạn nhấn vô cái cái thẻ là range format này ha. Cái menu range format này. Sau đó các bạn nhấn vào cái nút mũi tên ở dưới chữ format này. Các bạn chọn cho tôi dòng pasta. Đó, thì nó cũng sẽ hiện. Nó sẽ thể hiện ra cái này cho chúng ta chỉnh cũng được. Này tắt ha. Tắt nè. Hoặc là chúng ta chọn cái thanh này. Chọn cái dòng pha này cũng được. ba này thì thì nó nó ra cái ba này giống như cái bạn này của chúng ta ha. này. Đó à, chúng ta chọn cái ba này ha chọn cái thanh này cho nó đỡ gắt cối ha rồi chúng ta chọn ba tech đó như nãy tôi nói led ví dụ như led chúng ta muốn thể hiện là cái cái ngày bắt đầu ha. cái ngày bắt đầu chúng ta chọn cái trên này đi ra công có pha đi rồi chúng ta lên đây ba, rồi led thì các bạn nè, thấy là các bạn muốn thể hiện cái ngày bắt đầu ha, 11 tháng 7 nè. bạn chọn cái đây cho tôi. Đó. Nhấn nút mũi tên này, nó sẽ ra rất là nhiều cái cái thông tin bạn cần điền vào cái cái vị trí bên tay trái này. Đó. Ví dụ như các bạn chọn star đi. Star. Đó. Rồi. Bên tay phải, bên tay phải các bạn chọn finish ví dụ vậy Finish. đó chưa yeah. rồi ở trên ở trên các bạn chọn có thể là chọn là chọn những cái thông tin gì mà các bạn cần thể hiện đó ví dụ như là direction direction chưa yeah ở dưới. Ở dưới thì các bạn chọn cái dòng task name này đi. Ví dụ vậy. Còn chọn ở bên trong thì nó nó hơi khó nhìn các bạn. Task name Harry suốt nên cũng được tắt đầu ra đây, đây. tắt summary nè các bạn cho đây rồi à, các bạn thấy ở dưới ha đúng cái thông tin mà chúng ta cần thể hiện ở đây. À, chúng ta ok thử ha rồi các bạn thấy thể hiện chưa đúng bên đây chưa star ngày bắt đầu 11 tháng 7 ha đúng vậy chiều lên 12 tháng 7 đó chúng ta chọn cái duration là 1.5 ngày nằm trên này. Còn ở dưới này. Dưới này là như thế nào? Chúng ta kéo ra này xem nó có thể hiện không. Đó không phải này chúng ta chọn khác ha. chúng ta có thể chọn là cái thường là chúng ta sẽ chọn cái resource name các bạn cái tên uh, r các bạn di chuyển chữ r ha đây thường là là mình đặt cái này biết ha nguồn tài nguyên ha? cái tên nguồn tài nguyên chúng ta kéo yeah rồi chưa có cái này chưa có cho nên nó không hiện ra ha rồi tạm thời là là chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ có cái nguồn tự nguyên thì chúng ta sẽ đặt vào đây ha rồi các bạn cứ biết như vậy rồi ví dụ ở bên trong các bạn muốn ở bên trong cũng được thay vì đặt một năm ngày nằm ở trên top này thì các bạn đặt bên trong này bỏ đi ha chúng ta chọn trống hay là phần trăm hoàn thành cũng được inside là duration cái top này chúng ta bỏ đi ha bỏ thì các bạn chỉ cần xóa thôi click vào dòng này các bạn nhấn nút delete xóa đi thôi hoặc nhấn nút backspace là xóa đi các bạn ok đó một cái năm ngày nó sẽ nằm ở bên trong đó, thời gian hoàn thành là không trăm chưa chưa làm gì thì nó ghi là không trăm rồi đó là những cái cách mà chúng ta sẽ thể hiện thay đổi cái định dạng của cái thanh công việc này đó, thêm trường số liệu vào hoặc là chúng ta không muốn nữa thì chúng ta reset nó lại thôi đây các bạn nhấn nút reset lại nó sẽ mất hết rồi trở lại ban đầu rồi tiếp theo tiếp theo là chúng ta sẽ thể hiện cái liên kết giữa các công tác này với nhau thì ở trong cái cái project này thì việc liên kết này nè thì tôi ở video trước tôi cũng đã nói rồi chúng ta có thể là liên kết bởi người sử dụng nè và chúng ta có thể là liên kết ở cái chế độ là tự động à, task mode này thì uh, thao tác thực hiện như sau. Ví dụ như chúng ta muốn thể hiện cái uh, cái cách liên kết như thế nào. Cái gọi là cái hình dáng, hình dáng liên kết như thế nào thì các bạn có thể là cũng vào cái menu menu nè, menu format này. Các bạn vào cái menu range format này, sau đó các bạn nhấn layout. Thì đây, tại cái bảng layout này các bạn sẽ thể hiện ha, cái đường link. Đó kiểu gì. Đó, cái đường link kiểu gì thì các bạn sẽ chọn cái đường link kiểu đó ha. Ví dụ như tôi đang chọn cái đường link là chỉ chỉ xuống, chỉ xuống như thôi. Còn muốn uh, cho nó màu mè xíu thì ta chọn cái đường link kiểu này. Còn cái đường link này có nghĩa là khi mà nó nó không có thể hiện cái cái mũi tên này mà cái uh, bắt đầu này nó sẽ nằm ở ngay cái vị trí cái ngày tháng gì đó tùy theo cái tỷ lệ của thanh này nó sẽ là là di chuyển tới cái vị trí đó cho các bạn nhưng mà hơi khó nhìn tí ha cái này nó hơi màu mày tí ha các bạn ví dụ như các bạn chọn này đi rồi cái này là date format là định dạng ngày tháng ha. định dạng ngày tháng còn ở trên này kiểu liên kết nha còn date format này là định dạng ngày tháng kiểu thể hiện nè đó. các bạn muốn là ngày tháng năm thì các bạn chọn ngày tháng năm thôi đây ngày tháng năm kiểu trên này đó tất tập các kiểu ngày về ngày tháng rồi 3 hay là chiều cao của thanh công tác. À, chiều cao này từ đây đến đây. Over row up rain pass có nghĩa là thể hiện trên cái công tác trên cái thanh công tác tấm lược thì chúng ta không chọn ha. Rồi tới cái phần show speed này là ẩn hiện ngắt quãng công tác nè. Thì chúng ta chọn thôi. Show bar. Split. Còn show rowing. Này là ẩn hiện các đối tượng vẽ. Show bar này. Là cả thanh cho cả ngày. Chúng ta chọn hết. Mấy cái này chúng ta chọn hết. Rồi chúng ta ok. Xem là thay đổi như nào. đó Thay đổi hết các bạn. Uống éo nha trong nó có, có vẻ là chuyên nghiệp ha hình thức tí xíu đó, đó là cách định dạng lại cái đường liên kết theo cái sở thích của mình theo cái kiểu mà mình nhìn như sau cho nó phù hợp tiếp theo thì chúng ta sẽ đi thiết lập cái lưới biểu đồ ngang ở trong cái cái cha này thì trong thực tế các bạn thì nếu mà tiến độ mà dự án mà lớn á, các bạn mà không có cái lưới phụ trợ này thì khó quan sát lắm đó cho nên là chúng ta phải thiết lập cái lưới biểu đồ này để có thể quan sát nè để chúng ta có thể là xử lý và in ấn à, cho nó dễ dàng thì cái cách mà thiết lập cái biểu đồ ngang này ở cái range chart này như sau các bạn ở cũng tại ở cái mục là menu range chart format này các bạn click vào đây đây cái biểu tượng À, các bạn nhấn vào Readline nhấn vào nút mũi tên, rồi các bạn chọn vào Readline read này cũng được. À. đó thì nó sẽ hiện ra các bảng Readline cho các bạn. thì tại cái bảng này, thì tại cái dòng Range Row này là các lưới ngang của biểu đồ, à, các bạn ha. À. tôi sẽ định nghĩa từng dòng cho các bạn xem. ba rau là cái dòng của thanh middle high column này cái là lưới dọc chính uh. bottom high column thì cái này là lưới dọc phụ uh. current date thì các bạn biết rồi đó là ngày hiện thời như mấy video trước thì tôi cũng đã nói cái việc này Sit row này là vạch phân cách giữa các công tác Sit column là vạch phân cách giữa các trường số liệu giữa các cột với các bạn thai vertical là định dạng tiêu đề đứng thì ngược lại là thay title horizontal là cái định dạng tiêu đề ngang paper này là thể hiện phân trang ở trong cái cell là thường thường người ta hay sử dụng cái cái này rồi project star này là bắt đầu của dự án finish này là kết thúc dự án rồi qua đây ở cái chế độ mà Note Mode này Là cái kiểu thể hiện thông thường à, thai này là kiểu nét Đó Kiểu nét Các bạn có thể là Dùng chấm gạch Hoặc là Màu Màu sắc Color này Màu sắc Đó, Ví dụ ta chọn Chấm gạch chẳng hạn Chấm gạch đi Đó, Ví dụ vậy Rồi Ta chọn cái Tự động Màu tự động Màu tự động Cũng được Rồi tại cái Art Interval này là cái kiểu thể hiện ngắt quãng các bạn. thì tương tự kiểu thể hiện bình thường này nó cũng có cái cái loại nè, à, cái loại rồi color là màu màu sắc rồi. thì khi mà các bạn chọn bên này á, thì nếu mà nó có cái chức năng mà thể hiện ngắt quãng này thì nó sẽ hiện lên cho các bạn. còn cái nào mà không có thì nó không có hiện. Ha. có nghĩa là không có định dạng cho cái cái loại đó. rồi chúng ta ok thử đi ha, chúng ta ok cái kiểu vậy. Đó là cái kiểu thiết lập lưới biểu đồ ngang. Thì từ từ đi vào cái tiến độ thì các bạn sẽ thấy được. Hoặc các bạn có thể là click chuột phải vào cái ô này cũng được. Cái ô bên tay phải nè Đó. Các bạn click vào read line. Đó, nó cũng hiện ra cái bảng này cho các bạn. nó các bạn có thể chọn như vậy đứng đi đứng thì các bạn dùng này ngang horizontal định dạng tiềng đường ngang phải vậy trong việt ok Đó, các bạn thấy không nó sẽ thể hiện cho các bạn này, ha thì cho các bạn dễ nhìn. Đó, rồi. Từ từ các bạn sẽ tìm hiểu mấy này ha. Đó, tôi chỉ giới thiệu chung cho các bạn về cái cái mục này thôi. Tiết lập lưới biểu đồ ngang này thôi. Tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn là các bảng quan sát phụ trợ trong cái trên này. Thì để xem cái cửa sổ cũng như là các bảng quan sát ha, phụ trợ của cáiレンチャー này thì các bạn nhấn vô cái menu view ở trên này. Đó. thì tại cái mục table này, cái bảng này các bạn click vào cái nút mũi tên này. Đó. thì ở đây nó có tổng cộng là một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. có chín cái bảng quan sát các bạn. thì tùy theo yêu cầu mà chúng ta chọn các bảng sao cho nó phù hợp. Đó. thì đầu tiên là cái cái cost này. Code này đó thì cái cốt này là các bản tính giá cho các công việc của các bạn nè đó à, bản tính giá cho các công việc của các bạn tiếp theo là bản entry là bản nhập dữ liệu cho các công việc à, bản nhập công việc đó nhập cái à, đó giống như cái bản ban đầu đó là bản entry ha tiếp theo hyperlink là bản kết nối à, với các dự án khác tiếp theo schedule bản lịch trình của dự án tracking bản so sánh dự án cơ sở à, là page line với cái tiến độ thực tế như thế nào tiếp theo là cái bản là variant variant này á là bản so sánh trên thời gian giữa dự án thực tế với dự án cơ sở các bạn hoặc là bản thể hiện chi tiết thời gian làm việc của các công tác của các bạn ha summary summary là bản tổng kết dự án tiếp theo là bản uset là bản thể hiện cách thực hiện các công việc à đó là các bảng còn ngoài ra thì nó có cái mo này nữa là các bản khác nữa các bạn quan sát khác nữa đó nó rất là nhiều các bạn quan sát rồi thì hôm nay thì video này thì tôi cũng đã chia sẻ cho các bạn là các tính chất đó. của cái này thì chúng ta sẽ hẹn ở video sau chúng ta sẽ đi tìm hiểu và thiết lập các tính chất cho công tác rồi à, chúng ta kết thúc ở đây ha hẹn à, các bạn ở video sau chúc các bạn sức khỏe và thành công chào các bạn